thể thao. Trời ơi, nhảy có chút xíu thôi mà cảm thấy người mình nó rần rần thoải mái. Sao mà đi ngoài không tới vậy nè? Đỗ Huyên, em vô đây tập thể dục thể thao với chị không? Cho khỏe người. Chán lắm, em không tập thể dục đâu. Lúc này tâm trạng em mệt mỏi, căng thẳng, quạ quọ, khó chịu gì đó chị Vân Trang. Ồ, trông em mệt mỏi thiệt á nha. Em có chuyện gì buồn phiền và lo lắng phải không? Em cũng không biết nữa. Mấy hôm nay em chẳng có hứng thú gì hết. Bạn ở đây mình mừng quá, mình mang bánh nướng mà bạn thích ăn nè. Phải rồi đó, em ăn bánh đi cho khỏe. Thôi, mình không ăn đâu, mình không muốn ăn gì cả. Bánh ngon vậy không ăn, bạn làm mình buồn lắm đó. Mang cục, em đừng có buồn Đỗ Huyên nha. Tại vì bạn ấy đang căng thẳng mệt mỏi cho nên chán ăn đó. Ôi, em nhức đầu quá. Để mình massage cho bạn. Bạn đỡ đau đầu chưa? Mình đỡ rồi. Xin lỗi Mang cục nha. Mình không muốn, nhưng mà không biết tại sao mình lại cảm thấy tức giận. Chỉ muốn la hét cho hả giận thôi. Bây giờ em hãy nghe theo chị, mình nghĩ tới những điều tích cực đi. Nghĩ về tình bạn đẹp đẽ của em với Mang cục, em sẽ khỏe hơn thôi. Dạ, em hiểu rồi. Bây giờ chị cùng với em, mình đi đến nhà doctor khỏe để nhờ doctor khỏe giúp đỡ nha em. Đỗ Quyên, cô thấy trong người như thế nào? Ôi, con cũng không biết nữa. Con ngủ không được, con chẳng muốn ăn. Con có triệu chứng rối loạn tâm trạng, con nên đến bệnh viện khám để kiểm tra sức khỏe và điều trị nha. Dạ, con sẽ đi bệnh viện khám ạ. Đỗ Quyên, con nên vận động ngoài trời khoảng 30 phút dưới ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng tốt đối với sự tăng tiết serotonin, là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng nhất có liên quan đến tâm trạng. Xin tố măng cục mát lạnh, uống vào tinh thần sảng khoái nha. Mời mọi người đi. Trời ơi, em hay quá Măng cục ơi. Đang khát nước mà uống vô một cái ly nước này thế nào là cũng mát lòng mát dạ cho mà coi. Vị chua ngọt thơm ngon quá, làm con có cảm giác thèm ăn. Trong trái măng cục có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Măng cục có vị ngọt, thanh, dịu mát. Nhưng mà mình phải sử dụng măng cục như thế nào để có thể làm xua tan mệt mỏi hả doctor khỏe? Thịt ba rọi và tôm rửa sạch, tôm bóc vỏ luộc chín, cho vào chén 4 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 1 ít tỏi băm nhuyễn trộn đều. Măng cục sống ngâm nước, gọt vỏ, lam sạch, sau đó cắt măng cục thành lát mỏng vừa ăn. Cà rốt gọt vỏ rửa sạch, sắc sợi nhỏ, ướp với 1 muỗng đường, 2 lát chanh, đảo đều để khoảng 10 phút nha. Cho tiếp tôm và thịt đã luộc vào trộn đều, cho gỏi ra dĩa, trang trí thêm ít đậu phộng và hành phi lên trên. Ăn kèm thêm chén nước mắm chua ngọt và bánh phồng tôm nữa thì ngon tuyệt luôn đó nghen. Gỏi măng cục, quá kết hợp trái cây với lại đồ mặn, nghe có vẻ thú vị và kích thích vị giác lắm luôn á. Hay quá đó tôi khỏe ơi, nhưng mà mình sử dụng măng cục mình cần phải có những cái lưu ý gì hay không? Măng cục có tính mát nên tránh ăn cùng lúc với các loại thực phẩm có đặc tính tương tự như là dưa hấu, măng tây, dừa, dưa leo hay là đậu tương. Lưu ý, những người không nên ăn măng cục, người có cơ địa dễ bị dị ứng, người có hệ tiêu hóa kém hay bị táo bón. Và chị cũng có một cái bí quyết nữa muốn chia sẻ với em. Đỗ Quyên ơi, nếu như em muốn cải thiện cái tình trạng căng thẳng mệt mỏi của mình thì em phải ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc nè. Còn bây giờ thì rất tiếc phải nói lời chia tay với quý vị khán giả rồi, bởi vì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Vân Trang, Doctor Khỏe và tất cả các bạn nhỏ trong vườn nhà của Doctor Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Tạm biệt quý vị khán giả.